mình làm hết á. Cái này cũng vậy luôn nè. Nhưng mà ta thấy nhà mẫu nó là nó cái toilet nè. Nhà bếp nó có sẵn, nó làm luôn cho mình hai cái đám cưới kiểu đó. Nói như thế này nó giao cho mình cái nhà thô xong nó có nhà mẫu. Xong nó đưa cho mày cái giá, thí dụ bây giờ không, nó sẽ thiết bị cho mày gỗ này gỗ kia này nè. Bây giờ thí dụ là 500 triệu mày cái này hơn. Sau cái này nó biết nó nói vậy. Rồi nó đưa cho mày một cái vật liệu tốt hơn 700 triệu mày chịu không? Không, cái kia ta thấy là cái bếp. Cái bếp ví dụ bếp từ bếp ga gì đó với cái không có trang bị mà có gì sẵn. Sẵn có. Tao nói dốc mày riêng mà sợ. Không có trang bị mà cái thiết kế này không bao giờ thằng Lobo đem nó thiết kế cho mày. Cái này là mình làm đây, mình làm á, các người đời của chủ mua, chủ nhà làm. Sao rồi thằng Lobo đem làm nó làm cho mình cho mày cái. Nó giao mình đời cái này siêu sơn luôn á. Không có một cái gì hết. Nó trên nói gì, nó tô rồi. Nhưng mà mình sơn, đúng không? Đúng, đúng không hả? Chính xác. Tại mình sơn theo yêu khí mình mà mình. Nồi thất là mình làm hết. Ừ. Nó giao cho mày cái tường xung quanh. Mày thiết kế cái thùng nước thì mày vòi được mấy vòi nước sao? Vòi nước là của chung. Thí dụ như cái vòi nước tợ gác này nó sẽ đi từ ở mẹ tận lầu này lên tận lầu kia. Mày ta nói cái này nó đã làm chưa? Nó làm rồi. Mấy cái này nè. Của nó phải không? Nó làm rồi. Mấy cái này nè. Cái một đám đó. Không, không, không. Mày làm. Yeah. Nó chỉ có một cái ống dính là một hai thước. Bát nước từ trên xuống dưới. Thì phải cần kiến con. Không có. Dạ không có. Đó. Có. Phần cần kiến có. Là bồ có. Phần cần kiến có. Biết có. Không có. Biết cái. Tùy theo công ty. Ừ. Trời đất kêu là cái dân nhà thô mà mày kêu có là nó làm nhà thô. Mày nó tính ra không? Cái tù lành nó vừa đây luôn. Là mình mua. Cái này á tao nói mày nghe, đây là cái tường gốc của nó đây nè. Cái tường gốc ở đây nè, còn cái chỗ này mày muốn để tù lành hay mày muốn để cái gì là tùy mày. Nhưng mà được cái là máy giặt nó nằm ngoài đó. Ừ. Bây giờ mình mua thì bây giờ cái chỗ nào thằng nào nó làm máy giặt ngoài hết. Cái chỗ này được phơi đồ thằng nào nó cũng làm gì hết. Cái chỗ này á nó làm cho mày phơi đồ mới giặt. Đó, là để ngoài này. Rất hay cái chỗ này mở cửa thoáng gió vô. Khi nào đó mà con gái thằng Long nó nhận tới nhà thô Hà Đô 13, 12 thì hùng này. Trời, ta sắp chặt á. Cái tường nghe nó chơi từng đúc mà biết sao mà nó đúc từng khối vậy nè. Thấy không? Nó đúc luôn từng khối. Chứ không phải nó xây gạch từng miếng cho mình đâu. Sao nó giao cho mày mày kêu thợ hồi tới, rồi làm hết, rồi kia là chà, biết là kia các thứ. mua mấy cái này được cái gì đâu mua cái này được kiếm một cục đá sao mấy nồi thấp này mày phải làm thêm thôi chứ còn nó thường bây giờ nó giao là nó có cái này cũng mày làm luôn cái này mày làm luôn cái gạch mà mày không đi mày qua cái nhà kế bên mày sắt tập đúng rồi nó chỉ có cái tường không tường không mày cũng lợi tường không nhưng mà cái toilet chứ cái nó làm không có trời tao làm rồi khi nó có cái nhà mẫu rồi là nó phải buồn phải giao mình đúng như vậy. Nếu mà cái nhà mẫu là không có cái này á là nó là mình phải làm. Làm biết. Đã kêu là giao nhà thôi làm có gì. Mà cái nhà mẫu đấy làm gì không? Nhà mẫu ta nói mày nó đưa rất nhiều giá, nó đưa mà cái nhà thô. Xong nó mới nói ví dụ như cái này mày thiết kế cái này là gỗ gì và bếp này là gỗ gì. 500 triệu. Rồi, đưa giá cho mình chịu nó làm luôn cho mình. Nó làm luôn mà nếu mày không bằng lòng mày kêu thợ tới làm. Cái phòng này hai cái phòng này cũng được rồi. Phòng thì nhỏ hơn bên kia một chút nhưng mà giá thuê như vậy là quá cao đấy mắc lắm mới 30 triệu một tháng rồi nặng lắm không chơi đâu cộng chi phí sinh hoạt mày nữa là khoảng độ 3 triệu nữa nhưng mà làm thuê là 3 ngàn cái xe tao mới trả vào sáng nè cái xe tiền ga xe với ga 2 triệu tám mấy ngàn mẹ. Đó là điện chưa điện riêng điện chưa trả xe tiền gửi cái xe với ga rồi cái tiền xe ta xem ra riêng ở nhà tiền xe hơi của nó là còn cái phí hai triệu tám mấy ngàn quản lý tại nhà mày biết sao không ví dụ như đây nó quy định ví dụ như là 10 ngàn một mét vuông nhà mày 60 mét vuông là 600 ngàn cái tiền quản lý chung tiền vệ sinh này nọ đóng tiền quản lý chung là tiền nó trồng cây kiểm rồi cái gì đó cảnh quan đó ngồi đi lột đi. Người ta nói cái này không dưới cái phí sinh hoạt một tháng mà không dưới 3 triệu. Chắc cỡ hơn 3 triệu. Ừ. Cộng với 30 triệu tiền thuê là 35 triệu. Bao 3 triệu á? Tắt quá. Nhưng mà nó có hồ bơi, nó có đủ thứ. Hồ bơi.